xin chào các bạn. Động cơ diesel cùng với động cơ xăng là hai loại động cơ đốt trong được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Diesel là loại nhiên liệu có nhiều ưu điểm như mật độ năng lượng cao hơn xăng. Phân tử diesel có nhiều carbon hơn xăng nên khi cháy sẽ giải phóng năng lượng nhiều hơn. Cùng một khối lượng, diesel có năng lượng nhiệt tỏa ra khi cháy cao hơn xăng khoảng 15%. Diesel khó bắt lửa ở nhiệt độ thường nên sẽ an toàn hơn. Nếu có một sự rò rỉ xăng xảy ra trong một tai nạn ô tô hay xe máy chẳng hạn thì khả năng bắt lửa gây cháy nổ là rất cao. Nhưng với xe sử dụng dầu diesel, khả năng cháy nổ thấp hơn rất nhiều. Động cơ diesel có hiệu suất lên đến 50%, nghĩa là nhiệt năng tỏa ra khi đốt nhiên liệu có thể chuyển thành công cơ học giúp xe chuyển động lên đến 50%, cao hơn nhiều so với động cơ xăng. Lý do có được sự tiết kiệm nhiên liệu này là nguyên lý hoạt động của động cơ diesel. Không khí được rút vào buồng đốt và được nén đến áp suất rất cao thấp. Trên động cơ xăng, do buji đánh lửa, hiệu ứng cháy, nhiên liệu phải mất thời gian lan truyền ra xung quanh. Hòa khí không cháy đồng thời trong buồng đốt nên việc sinh công sẽ không tốt bằng động cơ diesel. Một điểm nữa làm cho hiệu suất của động cơ diesel cao hơn động cơ xăng, đó là ở cuối hành trình xả của piston có một khoảng thời gian ngắn cả hai xu bắp đều mở để thông cho khí thải thoát hết ra khỏi buồng đốt. Trên động cơ xăng, trong khoảng thời gian ngắn này, một lượng nhỏ hòa khí sẽ bị thất thoát ra ống xả. Trên động cơ diesel, phần nạp vào lúc này chỉ là không khí nên sẽ không có sự thất thoát nhiên liệu. Động cơ diesel không dùng dòng điện cao áp để đánh lửa. Hệ thống nạp nhiên liệu ít phức tạp, nên chi phí bảo dưỡng thấp hơn so với động cơ xăng. Những ưu điểm trên khiến cho động cơ diesel được dùng khá phổ biến, thường được trang bị cho các máy móc xây dựng, xe tải, xe chở khách công cộng. Ở những năm 80, động cơ diesel rất ít được trang bị cho xe hơi vì những nhược điểm như tiếng ồn lớn do nhiên liệu cháy nổ ở áp suất cao, tốc độ sinh công chậm nên khả năng tăng tốc kém. Xe dùng động cơ diesel ì hơn xe dùng xăng, tức là khả năng tăng tốc kém. Khí thải của động cơ diesel có mùi hôi khó chịu. Động cơ diesel có kích thước và khối lượng lớn cũng là một lý do làm cho nó khó được trang bị trên xe hơi. Những năm gần đây, với những cải tiến về kỹ thuật và công nghệ vật liệu, các nhược điểm của động cơ diesel dần được khắc phục, mang lại triển vọng nâng tầm động cơ diesel, làm cho nó được trang bị ngày càng nhiều trên các dòng xe hơi. Sau đây mình sẽ liệt kê những cải tiến trên động cơ diesel để nó phù hợp trang bị trên các dòng xe hơi. Thứ nhất là turbo tăng áp điều khiển cánh. Để tăng lượng không khí đi vào buồng đốt trong kỳ nạp, người ta thường trang bị turbo tăng áp cho động cơ diesel. Đây là một dạng máy nén khí sử dụng cánh quạt để đẩy khí vào buồng đốt với áp suất cao. Việc tạo chuyển động cho cánh quạt này có thể là chuyển động của trục máy của động cơ. Nhưng thường, turbo tăng áp gồm có hai cánh quạt được nối chuyển động với nhau. Khí thải làm quay một cánh quạt và cánh quạt còn lại quay theo sẽ lùa không khí vào buồng đốt. Với các loại xe sử dụng turbo tăng áp trước đây, khi xe chạy tải nhẹ với tua máy thấp, turbo tăng áp chạy cầm chừng, do luồng khí thải không mạnh, không khí bị nén bởi turbo cũng không đáng kể. Khi bạn đạp ga để tăng công suất, kim phun sẽ cung cấp nhiều dầu hơn, khí thải thoát ra nhiều hơn, làm turbo quay nhanh hơn, nén không khí vào nhiều hơn cho chu kỳ tiếp theo. Quá trình tăng công suất bị chậm, làm xe không đạt công suất kịp thời như mong muốn. Tổng thời gian trễ có thể là 0,5 giây hoặc hơn.
Để khắc phục hiện tượng này, các nhà sáng chế đưa ra giải pháp là làm xoay các cánh điều chỉnh để hướng dòng khí thải tác dụng lên cánh turbo, làm nó quay hiệu quả hơn. Loại turbo tăng áp điều khiển cánh gió này gọi là VGT. Nguyên lý là làm thay đổi góc quay ở các cánh điều chỉnh của tuabin mà khí xả sẽ đập vào. Điều này giúp tăng áp tốt ở tốc độ thấp, giảm sức ì của động cơ diesel. Khi xe chạy ga nhỏ, vòng tua thấp, ECU điều khiển làm mở một phần các cánh gió, làm giảm sự cản trở của khí thải, tránh tạo sự nạp mạnh không cần thiết. Khi người lái cần tăng tốc, đạp ga, ECU điều khiển các cánh gió mở hoàn toàn, khí thải đi vào nhiều làm tăng tốc turbo, tăng áp lực nạp vào động cơ, tăng công suất nhanh chóng. Ngoài áp dụng VGT, người ta còn có thể sử dụng hệ thống biturbo là hai turbo, một lớn một nhỏ. Turbo nhỏ sử dụng khi tăng tốc ở tốc độ thấp, còn ở tốc độ cao thì cả hai turbo cùng hoạt động. Cụ thể như trên dòng xe Ford Everest biturbo thì hoạt động của xe được chia ra làm 3 giai đoạn. Ở giải tốc độ động cơ khoảng 1.500 vòng trên phút thì chỉ có turbo nhỏ hoạt động. Turbo nhỏ dễ dàng nhận chuyển động của dòng khí thải đang còn yếu để tăng tốc, tạo áp lực lớn cho luồng khí nạp vào động cơ để tạo moment xoắn lớn một cách nhanh chóng. Ở tốc độ động cơ khoảng 1.500 vòng đến 2.500 vòng trên phút thì cả hai turbo nhỏ và lớn cùng hoạt động. Còn ở tốc độ động cơ trên 3.000 vòng trên phút thì chỉ có turbo lớn hoạt động. Theo các kỹ sư Ford thì việc trang bị tăng áp kép với 3 chế độ hoạt động như vậy sẽ tạo ra sức mạnh mới cho xe nhằm tăng moment xoắn ở tốc độ thấp để tăng tốc nhanh và đạt công suất lớn ở tốc độ cao. Twin turbo là hai turbo bằng nhau. Khi ở tốc độ thấp, một turbo hoạt động, ở tốc độ cao thì cả hai turbo cùng hoạt động. Ngoài ra, một số nhà sản xuất còn giảm khối lượng của động cơ diesel như thân máy được làm bằng hợp kim nhôm nhẹ hơn. Từ đó giảm khối lượng của xe để cải thiện khả năng tăng tốc. Khắc phục thứ hai là mùi hôi. Mùi hôi của động cơ diesel trước kia đến từ nhiên liệu cháy không hết, khói và nồng độ lưu huỳnh cao có trong diesel. Để giải quyết tình trạng này, các nhà sản xuất đã cải tiến đầu phun. Nhiên liệu được ECU điều khiển, đầu phun cung cấp phù hợp với từng chế độ vận hành, giúp nhiên liệu được đốt tối ưu, giảm mùi hôi do lượng diesel dư trong khí thải. Trong ống xả của động cơ diesel, người ta sử dụng chất xúc tác để trung hòa khí thải. Khi khí thải đi qua, một loạt các phản ứng hóa học được xúc tác xảy ra để các sản phẩm cháy phân hủy thành các thành phần vô hại không mùi. Ở một số quốc gia, nhiên liệu diesel với nồng độ lưu huỳnh thấp được sử dụng. Điều này sẽ làm giảm triệt để lượng khí thải có mùi từ động cơ diesel. Khắc phục tiếng ồn. Trên động cơ diesel thế hệ cũ, đầu phun được điều khiển cơ tạo tiếng lách cách khó chịu. Ngày nay, các đầu phun điện tử được điều khiển bằng ECU đã loại bỏ hoàn toàn tiếng động trên. Nhiên liệu cháy nổ ở áp suất cao sẽ tạo lực đẩy bít tông mạnh và tiếng nổ lớn, làm cho động cơ diesel ồn hơn động cơ xăng. Hướng tới mục tiêu giảm tiếng ồn và rung động cho dòng xe du lịch, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu tối ưu, một số nhà sản xuất đã giảm tỷ số nén xuống còn 15.5/1 để giảm tiếng ồn và rung động. Kết hợp với độ chính xác cơ khí, khả năng cách âm khoang động cơ, ống xả được thiết kế ngoằn ngoèo để giảm âm. Ngày nay khi ngồi trên một số dòng xe chạy dầu, thật khó để nhận ra sự khác biệt với xe chạy xăng. Vừa rồi là phần trình bày của mình về những thay đổi để nâng tầm động cơ diesel, khiến cho nó phù hợp để lắp đặt phổ biến trên các dòng ô tô du lịch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Thân ái chào tạm biệt.